chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. 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 Chủ tiệm cà phê theo em sao nè? Quá ngon. Quá ngon luôn. Có ghen không? Dạ chắc là không. Sao không ghen? Hả? Thì em cũng không biết nữa, chưa ghen bao giờ. À. Mời nhà trai. Rồi, hỏi đi em. Xin mời nhà gái. Hỏi đi cô. Rồi, bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên em gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Hồng Quân và bạn nữ bên kia và tất cả anh chị ở khán đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Em tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, năm nay 31 tuổi. Em sinh ra ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm gì? Dạ em đang làm kinh doanh quán cà phê và một tiệm cầm đồ. Là một mình anh làm chủ hết luôn á hả? Dạ dạ. Thôi mời nhà gái. Em tên là Phạm Thị Lê, năm nay 29 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Dạ hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Vậy hả? Dạ. Sau này là đi làm bà chủ tiệm cầm đồ hốt tiền thôi. Nghe, với chủ dạ. quán cà phê. Em nói luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Dạ em là một người khá là hòa đồng ạ. Vui vẻ. Còn điểm yếu của em là hơi thẳng tính, với hơi nhút nhát với người lạ, dễ bị khớp á chị. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, chơi được tất cả môn thể thao và hoạt bát nhanh nhạy trong tất cả mọi công việc. Đúng rồi, làm bán cà phê rồi tiệm cầm đồ phải nhanh nhạy đó. Quá giỏi ha. Trước khi em làm tiệm cầm đồ bán cà phê thì em làm gì? Dạ em sinh viên ra trường. Em ra học, trường học Sài Gòn, cũng học Sài Gòn 4 năm. Gì? Học bên cao đẳng cơ khí tự động trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay quận 4. Sao dẫn dắt qua là mở quán cà phê cầm đồ? Quá trình học xong rồi em về quê thì cái cuộc sống nó xô đẩy mình lại làm cái nghề khác. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là trong cách ăn mặc thì nó phải phù hợp với em, là em màu hay là cái kích cỡ gì á là hơi khó trong đó thôi, lựa chọn. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua tổng cộng là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời đi học. Dạ mối tình thứ hai thì mới trải qua cách đây khoảng gần 2 năm ạ. Gần 2 năm, lý do gì chia tay? Kiểu hai người chỉ là chỉ ở cái mối quan hệ là đang tìm hiểu thôi ạ, chưa gọi là chưa chính thức ạ. À vậy hả, là dạ. được mấy năm cưng? Dạ chỉ tầm khoảng hơn 6 tháng thôi ạ. Hơn 6 tháng thôi. Mối tình mà 6 tháng là sáng tháo liền. Em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng được 3 mối tình nè. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi. Dài quá, sao chia tay vậy em? Thì sau này cuộc sống, công việc nó, hoàn cảnh nó nhiều cái vấn đề nên. Mối tình đầu mấy năm? Dạ 3 năm. Tình thứ 3? Hơn 5, 5 rưỡi. Yêu mười mấy năm rồi đó. Trời, em sanh ra đời chỉ để yêu thôi đó hả cưng? 11 năm trời yêu. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Bây giờ em muốn tìm một nữ yêu thương của mình thế nào? Dạ thì hiền lành và biết ngoan lễ phép, thông minh. Trời ơi nhìn cái mặt si tình quá à. Phong phú về tình yêu ghê luôn vậy đó. Dạ cũng hơi nặng tình. Em mong muốn một người bạn hiền lành đúng không? Dạ. Ngoại hình cô ấy như thế nào? Dễ nhìn mà. Giờ ta yêu 3 mối tình nó dài quá rồi, giờ ta chỉ cần đơn giản dễ nhìn thôi là được. Dễ nhìn nhẹ nhàng sẽ đắm hả? Dễ nhìn nhưng mà nhìn không có dễ. À. Là sao nhìn không dễ là sao? Sao mới là dễ nhìn? Thì đó hỏi đi. Nhìn sao mới dễ? Thì đó người ta đang hỏi nè, đó trả lời đi. Rồi hãy qua bên đây ngó. Để tôi nhìn trước cái đã coi không. Nó có dễ nhìn không? Trời ơi. Mà mối cười nụ cười tỏa nắng coi. Trời. Ôi có hai đồng điếu luôn. Rất là trẻ trung. Nè nhìn đi. Này dễ nhìn thiệt á. Nhà gái rất là xinh mình phải công nhận á. Em gái muốn tìm một nữ yêu thương của mình thế nào? Biết chia sẻ, quan tâm, là một tiếp người thuộc về gia đình, biết quan tâm gia đình. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì sao? Ngon không? Ngon, ngon. 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 Chủ tiệm cà phê theo em sao nè? Quá ngon. Quá ngon luôn. Có cần dễ nhìn hay là có cần như nào về ngoại hình không? Cái yêu cầu của em. Em bị ấn tượng cái nụ cười đẹp á. Đó, em cười cho chị coi nào. Dạ. Em cười đi, em cười cho chị coi nào. Trời khó ơi. Nha, cười sao đẹp. Em không thích điều gì đàn ông nhất nè? Dạ, em không thích tính gia trưởng ạ. Có gia trưởng không? Dạ, thì tính em rất hài hòa, rất hòa đồng nên cũng không gia trưởng. Và trong công việc là nó có vấn đề là cái nghề mình nó phải là thẳng thắn chứ. Cái nghề này không thẳng thắn cũng mệt lắm.
Thôi thôi, mình hỏi ý kiến người thân. Đúng đi. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn, anh chị. Thôi hôm nay có mẹ đi nữa nè, chào mẹ. Con rể tương lai cô thấy nhìn coi sao? Thì đến đây thì trước mắt là chào hai MC. Dạ, dạ, chào cô. Rồi là chào các tất cả mọi người đây. Dạ. Thôi thì cháu là Út. Trước đây nữa thì tôi nói là chưa yêu, mà đến nay hắn không thấy chắc yêu về. Thì tôi cứ nóng lòng nóng ruột lắm. Thì nay thấy là bạn bè thì tiền các bạn bè đi hết rồi, ít là cũng muốn lấy chồng rồi đó. Cái bạn này thì tôi thấy được. Dạ bạn. Cái nụ cười của bạn này theo mẹ thì có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp đúng không? Cảm ơn cô nhiều. Anh ta đi với ai? Dạ em đi với hai người em của em. À rồi dạ. Chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Và tất cả các bạn ở trong trường quay. Anh Tuấn thì vui vẻ, hòa đồng, nó rất biết thương người. Nhưng mà cái gì trong công việc thì anh rất là thẳng thắn. Trong tình duyên thì anh hơi lận đận ạ. Anh em thấy chị này hiền, được ạ, ok tiêu chuẩn của anh ạ. Là nhà gái rất là xinh. Đàn trai là bấm nút trước khi mở rào luôn. Mở rào để yeah cái đi. Bây giờ nếu tôi đàn trai tôi bấm nút trước khi mở rào luôn. Yeah cái đi. Yeah, mở rào. Hả? Mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. À, lần đầu gặp em có một quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cái này là bánh em thích ăn nên em gửi anh, mong anh sẽ thích nó. Dạ cảm ơn. Này là em làm đó hả? Dạ không, em đặt chỗ em hay ăn đi. Bánh này ngon đó, nhìn là hấp dạ, dẫn lắm á. Bánh chín muối nha. Dạ. Hai cái à? Bối rối quá vậy. Rối rồi. Đó. Tưởng. Xuyến xoắn rồi, xuyến xoắn cuồn cuộn rồi. Thôi giờ mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái đi. Hát bài gì đó. Rồi em cười cái đi rồi hát nè. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ăn mặt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu. Vâng. Một bạn gái em hát bài cầu hôn ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh rất thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió hoa. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đưa lớn, để rồi xa xa ta vẫn có nhau. Yeah. Thêm nhà gái đông quá. Chào em. Dạ, chào. Nhà mình ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa Đồng Nai. Mình đã xuống Vũng Tàu chơi rồi chưa? Dạ cũng mới xuống hồi Tết ạ. Đi với bạn bè? Dạ em đi với bạn bè. Ừ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Anh cứ giống như điều tra xét hỏi thế anh. Dạ, dạ. Anh nhẹ nhàng say đắm tí xem nào. Mình cụ thể hơn là cái công việc kia không? Dạ em là nhân viên mua hàng anh. Mình bán vào mặt hàng gì? Sau này anh còn có thể ủng hộ gì đó, hay là em Út hay bạn bè gia đình anh gì đó là có thể ủng hộ em được? Dạ công ty em sản xuất chỉ may mặc. Chỉ may mặc. Okay. Dạ. Về văn phòng máy tính là gì là mình rất là thành thạo đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em có gì hỏi anh không? Anh có thích đi du lịch không? Ừ, có chứ. Anh thường đi đâu ạ? Anh thì cứ bây giờ hiện tại là công việc cũng hơi nhiều nên sắp xếp sẽ được thôi, nhưng mà đi hay đi Đà Lạt thôi chứ. Ừ. Nha Trang thì chưa đi. Em là đi Nha Trang chưa? Dạ, chưa. Em đi nơi nào xa nhất rồi trước giờ? Em đi Thái Lan là xa nhất. À, đi nước ngoài luôn. Đi có lần. À rồi ok. Thì có dịp sau này thì mình sẽ đi được nhiều hơn. Dạ. Viên á, em có đi học cao đẳng đại học gì đâu? Dạ có, em học ở trên Sài Gòn cũng 6 năm. Trường nào em? Em học cao đẳng công thương, xong rồi liên thông lên đại học ngân hàng. Ở đó biết trường đại học Nguyễn Tất Thành không? À, em có đi ngang qua đó. Em học là khóa nào, từ năm nào? Các bạn không có thời gian đâu. Chúng ta đi thẳng vào quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Em đã đủ, gọi là mình đủ niềm tin hay là chuẩn bị hôn nhân chưa? Dạ, sự suy nghĩ về nó nhiều chưa? Em nghĩ hôn nhân là phải xuất phát từ hai đứa. Nếu đủ và đúng thì sẽ tiến tới hôn nhân.
anh thì còn chín chắn rồi nên anh mới quyết định hôm nay anh lên anh đăng ký chương trình. Em có nghĩ đây là một bờ vai vững chắc cho em nếu như là em lập gia đình với anh ấy không? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy là khá là trưởng thành về suy nghĩ, chắc em nghĩ là ổn. Dạ. Tạm thời gian nó ít nên nhưng mà sau này có cơ hội thì anh em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Dạ vâng. Bạn Mai. Dạ. Em thấy trong người thế nào rồi? Thì cũng có bối rối xíu. Em hãy bước tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi em có ghen không? Nào, bước tới đi. Sơi. À, bước tới nắm tay ha. Bạn chào gái đứng hả? Lên. Mình trao nhau những cảm xúc ban đầu thử xem thế nào. Nắm hai tay bạn gái luôn. Có ghen không? Dạ chắc là không. Sao không ghen? Thì em cũng không biết nữa, chưa ghen bao giờ. À, vậy cố gắng đừng sau này đừng ghen nhiều nhé. À, em hỏi lại đi, anh có ghen không? Dạ, vậy anh có ghen không ạ? Ừ, anh cũng có ghen chứ. Không, trong cái mức độ câu chuyện như thế nào à? Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, hãy nói thẳng với cô gái cho cô gái biết. Qua cách tiếp xúc thì em cũng nhìn nhận được một phần nào con người. Em năm nay 29 tuổi đúng không? Dạ. Là 92 hả? Dạ. À, nó ra đường em ra xã hội cũng nhiều, cũng đi học đây đó cũng va chạm rất nhiều rồi. Nó cái cách nhìn nhận con người em sẽ có cách nhìn nhận của mình. Dạ. Ok, về ghế ngồi đi em. Chúng ta xích vô, để xích vô, để cái tay đây. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để có thể cảm nhận đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó nha. 1 Khoan, hai. Khoan, kiểm lại cái nút bấm bên đây. À, nó tháo luôn, nó bấm nó luôn à. Ok. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Có thể nói chút xíu lý do. Gọi là cái ấn tượng là mình chưa cảm thấy là nó rung động lắm nên mình sẽ trao cái cơ hội đó cho người khác. Anh nãy giờ suy nghĩ ngược lại không á? Thiệt vẫn vậy đúng á. Đây là cơ hội một cô gái rất là dễ thương, rất là hiền lành. Có lẽ trong mắt mỗi người thôi. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, yeah, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng ơi. Không? Yeah. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Anh nghe nha, em không phải là người vĩ đại đâu anh. Chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc giặt giào, lúc hờ hững xa lạ. Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ. Nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn. Em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Wow, anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà anh bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, à, em làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phượng ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, bên đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nhất là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. À, còn điểm yếu là sống về nội tâm nên
đôi khi cái giao tiếp hoặc hoặc cái ra bên ngoài thì kém em. Ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ, em điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cái gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên, còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng cơ trọng tuổi tự tác. Còn mình thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương, chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa, thể thao du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 7 cho lên. Cha có bộ căng à, bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà thêm gan là ngon lành luôn đó. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con trời người, ơi đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho dân có biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen. Tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân. Đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào. Yeah.
anh có món quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thành ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp. Tấm thiệp à? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mượn cái đó thôi. Dạ. Dạ, rồi, em xin nó, đọc đứng thơ nó nghe luôn, đứng nó cho nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái giác quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội. Nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác, hoặc chuyển công tác chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi năm người. Dạ, dạ. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Ừ. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ, cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. Đã... rồi, rồi bà, em sao không hỏi đi rồi, em thấy anh sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi, hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh dạ. Thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được, anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh. 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Dạ. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy. Mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt của ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ. Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em
xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tăng bằng. Mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn trinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là... vậy luôn. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Rồi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh, cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ. Nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình, lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình, lúc về có bồ, lúc đi hết mình, lúc về có bồ. Ồ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ, là tại vì á kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm 71 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á, nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á. Nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi, bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái tao biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh của con cũng khá tốt. Rồi. Còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề, thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình, tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con là mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà con là coi như là coi đầy đủ hết cả. Ồ vậy hả? Trời, em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Cô nhưng gái mà... xinh đẹp vậy, vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ, có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình mối dài nhất là nhiêu? Dạ, mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay.
thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em, em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em, đúng, dạ đúng. Thôi, đúng. Ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn dính không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tình? Thì làm sao tôi biết được, cái chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được? Cho nên tôi hỏi. Còn phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè? Em còn không? Dạ còn. Đó. Ôi. Trời, xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghề diễn viên tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Dạ. Thì năng động hoạt bát, và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con, như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75, tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn á, thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Oh really? Sao hay vậy? Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found a one and my life found is missing piece. You look so beautiful in white tonight. Tonight, rồi tonight luôn á. Em đi với ai vậy? Dạ con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú, cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. Anh chị ở đây ạ. Chuẩn xét về con đi. Tôi xin chào MC Quyền Linh, tài năng. Chào chị Hồng Vân, xinh đẹp. Xin nhận phép xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà con dâu vậy vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời. Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm. Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau. Theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ. Và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi. Rồi cái duyên có rồi, còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em, hôm nay đến đây anh có món quà tặng em. Chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây, đây, đây. Tặng rồi, anh. Cảm ơn em. Dạ. Em gặp anh, em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương, cao ráo, đẹp trai, công việc cũng ổn định. Mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là
cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, biết kêu. Em thích. Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy lực bù trừ mà anh. Em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau. Hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật. Tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ á. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em. Em ở Đồng Nai còn anh ở Sài Gòn, là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có, tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng không được đâu cưng ơi, cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? Thì chắc chắn là quyền. Sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Dạ, đứng lên cho nó không khí đi. Coi như tiền cảnh đúng rồi. Đứng lên, đúng rồi. Hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt ngăn. Tập trung, diễn viên mà không? Action. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À, cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đáng phải nổ. Anh nữa. Tiền cách nhìn như vậy phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ nhìn. Em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn đi. Chỉ theo em cũng được. Rồi rồi. Vậy hả? Rồi rồi lại nha. Ô, sự chú ý của lẽ lên phải nổ. Đúng rồi. Rồi lại. Là đúng rồi. Rồi rồi lại nha, một lần nữa suột nha. Chuyên nghiệp thật. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên mình có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng phê. Hey, anh ăn tối chưa nhờ? Nếu sợ thì làm một ly. Em chỉ muốn cỡ mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động, đừng bấm. Để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm chưa? Rồi, đó. Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi, em nhìn gì vậy? Biết, em cần gì biết. Và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp u với em nữa. Hợp gu đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Được không má? Nắm tay đi. Nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục làm nụ hôn đầu tiên. Thôi giờ mình... Con xin phép chú và mọi người, con xin phép được không em? Đại liền, không đại liền nhi. Trời trưng hết sức. Chúc mừng các bạn. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm. Thường những người mà không thích động vật, có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi, đúng rồi. Được. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt?
Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy? Tính em tính nó hơi trầm tính, nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Dạ. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có mà khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Ta bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng kêu bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á, thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó. Đúng được rồi. Bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt, hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? Mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á, thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi đúng rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa sao em gì cũng rưỡi đây vậy? Tuổi cũng gần mà tình cũng rưỡi ha. Em con cũng khá là trẻ, đến 20, chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cấp lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á, thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn. Thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Ừ. Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi anh. Do em tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc chăm sóc, mà chỉ vô tâm quá thì con gái người ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì cao, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Thôi cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Dạ. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con gái hút thuốc. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được bạn con gái hút thuốc. Em không có hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết lãng mạn rồi. ít nói với người khác nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Chà, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói gì có nhưng vô tâm đã có. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo đảm. Ít lên nói thôi. Thích gì? Họ tính toán, họ chi li nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí, ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng, chứ cũng đừng có điệu đà chảy chuốt quá, mà cũng đừng có lôi thôi lụn thụn quá.
yêu thương động vật, yêu thương con nít á, đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích là con đi. Thích con gì đi? Thích con mèo. Không, em bị dị ứng với con mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên đây không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. À, chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thế mình những người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta cũng thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ em không ghét đâu. Dạ. Không có ghét. À bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích. Thích gì? Thích con gà, thích con gà, thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng nó thích, tôi thích con gà là thích ăn thịt gà hết nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Cái tấm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. À, lỗi thì do đàn ông rồi đó, nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu. Thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Trên núi à. Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có... Em nghĩ quyết định đó là đúng thứ đó. Dạ. Như là mình rất là kiên quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn nó đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc rồi nè. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì thì chắc tháng em xuống được hai lần. Tháng xuống còn 2 nếu lần. Mà tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống một lần có thể gặp được. Vậy cũng được, tuần một tháng được hai lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới hả em? Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi rồi vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh lãng mạn ha. Ngôi nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok. Hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, cảm ơn ạ. Chào đi với ai? Dạ, em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chiếc công ty này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Xin chào anh.
Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị Mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại cảm ơn. Mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn, cái bó hoa đem về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Như em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi, chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thật ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Mỹ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu, nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau, thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ. Muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì. Cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ, con thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào, nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút. Nhưng không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai, và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Dạ, để ngược đội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến dài dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được giữ lại chị. Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Rồi mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi con. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài.
Em tên là Nguyễn Văn Bé Bảy. Năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Làm bơm bê tông cho người ta anh. À, Bảy bơm bê tông 30 tuổi. Rồi mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Năm em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà Trang. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ, dạ gần biên giới. Dạ. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Dạ, biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ, nấu canh, kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ, ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ, khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát trước bạn gái đối nhút diện. Nhút nhát trước bạn gái? Dạ. Nhút nhát, vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ, liệu hai mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ, xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ, em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi, rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao? Có giờ sợ được hãi cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh được, yên tâm. Bên đó là Bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm gì? Dạ, điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo, cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội. Dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á, cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi chị. Em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được. Dạ. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn Bảy sao? Bảy muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55. Trên 1m55. Khuôn mặt dễ nhìn. Bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được? Khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Bảy, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, gãi bông hồng trong đèn cầy á chị. Gãi bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên hình thành trái tim. Rồi cuối cùng sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm nhiều, ở chương trình với người đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không?
Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được dữ vậy chị. Dạ. Trời ơi, là ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ anh. Thường ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn không bảo vệ ai đâu em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao dạ, con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị, chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu, tìm làm quen đi rồi coi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Giờ kiểu như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu út. Là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa năm, hả? 5, 6, 7, út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ 8. Trời ơi, dâu thứ 8 luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Dễ sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi Bảy. Đó, đàn gái dễ thương lắm á Bảy. Em cũng có một hoàn thành. Cảm ơn. Con gì vậy Bảy ơi? Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em đi không biết lắm. Chị cũng không biết tắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? À, dạ, em thấy anh cũng hiền. Dạ. À, phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là... Dạ. Cười, được cười rồi, lớn dạ. Lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương, cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. À, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào ạ? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi Phong, rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? Dạ cũng gần. Tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Vì miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn. Bây giờ nè, Bảy bước tới nắm tay Trang nói y chang vậy, hỏi coi Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay, nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Thank you.
trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói chuyện tốt ạ. Rồi trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Mình thích là mình bấm thôi. Rồi Trang sao nè. 1 1 2 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng bẫy quá trời luôn. Chụp liền. Cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa? Có cảm giác gì nắm tay không bạn? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình đó. Còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. À, dạ bác. Con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm